Thiên Yến xin kính chào tất cả các anh chị có mặt ngày hôm nay. Nghe anh Bảo nói mà lòng cứ xôn xao như thế nào ấy. Chắc là mình giống như người vậy lắm. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì ngày hôm nay xin nhiều khi Nhật Hà, Thiên Yến xin gửi đến Nhật Hà lời chúc một tuổi mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và cuộc sống âm nhạc cũng như đời thường hết sức tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các anh chị có mặt hôm nay để cùng chúc mừng sinh nhật của Nhật Hà. See you.